Không sớm cũng không muộn, quan trọng là phải đúng lúc. Sau trận thua thảm ở Xích Bích, binh lực hao tổn nghiêm trọng, giấc mộng thống nhất Trung Nguyên của Tào Tháo tan dở. Như một con mãnh thú bị trọng thương, Tào Ngụy không còn cách lựa chọn nào khác là phải tích lũy quân lương, ổn định xây dựng quân lực. Các tướng tài dưới trướng Tào Tháo thì không thiếu, nhưng để thực hiện được giấc mơ thống nhất Trung Nguyên thì Tào Ngụy rất cần thêm những mưu sĩ đủ tầm đối trọng với Gia Cát Lượng của Thục Hán hay Lỗ Túc của Đồng Ngô. Quách Gia thì tài năng nhưng lại yếu mệnh, Tuân Úc thì ăn cơm Tào nhưng lòng ở Hán. Lúc này, Tào Tháo đã tìm đến Tư Mã Ý. Trên thực tế, Tào Tháo đã sớm nhận ra tài năng của Tư Mã Ý, nhưng Ý luôn tìm nhiều lý do từ giả bệnh liệt giường cho đến bỏ trốn để ẩn thân chờ thời cơ. Ý đã rất khôn ngoan khi lựa chọn đúng thời điểm để xuất hiện. Ý nói với Tào Tháo, thần không muốn xin chén canh trong yến tiệc của người khác, chỉ muốn tặng một đấu gạo khi người khác đói khổ. Tư Mã Ý biết rõ, sau trận đại bại ở Xích Bích, Tào Ngụy sẽ rất cần nhân tài để phục quốc. Tư Mã Ý đã rất khôn ngoan khi biết giấu mình ẩn giật, âm thầm quan sát thế cuộc để hiểu rõ thời thế. Không sớm cũng không muộn, quan trọng là đúng lúc nhà Ngụy cần nhất. Tư Mã Ý đã rất thông minh khi biết ẩn nhẫn giấu mình lặng lẽ âm thầm quan sát thời cuộc để chờ đúng thời điểm tỏa sáng.